Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các thiên tử, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời các ông đã nói. Thiên tử nên biết tướng của tất cả pháp Như Lai biết như thật là vô tướng, đó là biến ngại, là tướng của sắc. Như Lai biết như thật là vô tướng, lãnh nạp là tướng của thọ. Như Lai biết như thật là vô tướng, nắm lấy bóng dáng là tướng của tưởng. Như Lai biết như thật là vô tướng, tạo tác là tướng của hành. Như Lai biết như thật là vô tướng, liễu biệt là tướng của thức. Như Lai biết như thật là vô tướng, khổ não tích tụ là tướng của uẩn. Như Lai biết như thật là vô tướng, cửa ngõ sanh trưởng là tướng của xứ. Như Lai biết như thật là vô tướng, nhiều độc hại là tướng của giới. Như Lai biết như thật là vô tướng, hòa hợp sanh khởi là tướng của duyên khởi. Như Lai biết như thật là vô tướng, thường ban cho là tướng của bố thí ba la mật đa. Như Lai biết như thật là vô tướng, không bị phiền não thiêu đốt là tướng của tịnh giới ba la mật đa. Như Lai biết như thật là vô tướng, không sân nhuế là tướng của an nhẫn ba la mật đa. Như Lai biết như thật là vô tướng, chẳng thể khuất phục là tướng của tinh tấn ba la mật đa. Như Lai biết như thật là vô tướng, nhiếp trì tâm là tướng của tịnh lự ba la mật đa. Như Lai biết như thật là vô tướng, không trở ngại là tướng của bát nhã ba la mật đa. Như Lai biết như thật là vô tướng, không sở hữu là tướng của pháp không nội, vân vân. Như Lai biết như thật là vô tướng, chẳng điên đảo là tướng của chân như, vân vân. Như Lai biết như thật là vô tướng, chẳng hư vọng là tướng của bốn thánh đế. Như Lai biết như thật là vô tướng, không phiền nhiễu là tướng của bốn tịnh lự. Như Lai biết như thật là vô tướng, không có giới hạn ngăn cách là tướng của bốn vô lượng. Như Lai biết như thật là vô tướng, không ồn ào tạp loạn là tướng của bốn định vô sắc. Như Lai biết như thật là vô tướng, không ràng buộc là tướng của tám giải thoát. Như Lai biết như thật là vô tướng, có khả năng chế phục là tướng của tám thắng xứ. Như Lai biết như thật là vô tướng, chẳng tán loạn là tướng của chín định thứ đệ. Như Lai biết như thật là vô tướng, không giới hạn là tướng của mười biến xứ. Như Lai biết như thật là vô tướng, có công năng xuất ly là tướng của 37 pháp bồ đề phần. Như Lai biết như thật là vô tướng, xa lìa hết mức là tướng của pháp môn giải thoát không. Như Lai biết như thật là vô tướng, rất tĩnh lặng là tướng của pháp môn giải thoát vô tướng. Như Lai biết như thật là vô tướng, nhàm chán các khổ là tướng của pháp môn giải thoát vô nguyện. Như Lai biết như thật là vô tướng, hướng đến đại giác ngộ là tướng của 10 địa bồ tát. Như Lai biết như thật là vô tướng, có khả năng quán chiếu là tướng của 5 loại mắt. Như Lai biết như thật là vô tướng, không ngưng trệ là tướng của 6 phép thần thông. Như Lai biết như thật là vô tướng, khéo quyết định là tướng của 10 lực Phật. Như Lai biết như thật là vô tướng, khéo an lập là tướng của 4 điều không sợ. Như Lai biết như thật là vô tướng, không đoạn tuyệt là tướng của 4 sự hiểu biết thông suốt. Như Lai biết như thật là vô tướng, ban cho lợi lạc là tướng của đại từ. Như Lai biết như thật là vô tướng, bứng gốc sầu khổ là tướng của đại bi. Như Lai biết như thật là vô tướng, mừng việc thiện là tướng của đại hỷ. Như Lai biết như thật là vô tướng, bỏ ồn ào tạp loạn là tướng của đại xả. Như Lai biết như thật là vô tướng, chẳng thể đoạt là tướng của 18 pháp Phật bất cộng. Như Lai biết như thật là vô tướng, khéo nhớ nghĩ là tướng của pháp không quên mất. Như Lai biết như thật là vô tướng, không chấp trước là tướng của tánh luôn luôn xả. Như Lai biết như thật là vô tướng, hiện giác ngộ là tướng của trí nhất thiết. Như Lai biết như thật là vô tướng, khéo thông đạt là tướng của trí đạo tướng. Như Lai biết như thật là vô tướng, hiện biệt giác là tướng của trí nhất thiết tướng. Như Lai biết như thật là vô tướng, nhiếp trì khắp là tướng của tất cả pháp môn đà la ni. Như Lai biết như thật là vô tướng, nhiếp thọ khắp là tướng của tất cả pháp môn tam ma địa. Như Lai biết như thật là vô tướng, khéo thọ giáo là tướng của quả thanh văn. Như Lai biết như thật là vô tướng, tự khai ngộ là tướng của quả vị độc giác. Như Lai biết như thật là vô tướng, hướng đến đại quả là tướng của tất cả hạnh đại Bồ Tát. Như Lai biết như thật là vô tướng, không gì bằng là tướng của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Như Lai biết như thật là vô tướng, thiên tử nên biết tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác đối với tất cả pháp tướng như thế đều có khả năng biết như thật là vô tướng. Do nhân duyên này
ta nói chư Phật chứng đắc trí vô ngại, không ai sánh bằng. Bấy giờ Phật bảo cụ thọ thiện hiện nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa là mẹ của chư Phật. Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa có công năng chỉ rõ thật tướng của các pháp thế gian, cho nên Như Lai ứng chánh đẳng giác nương pháp ấy mà an trụ, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, nhiếp thọ hộ trì pháp đã nương vào an trụ. Pháp ấy tức là Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa. Vì sao? Này thiện hiện, vì Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa có khả năng xuất sanh chư Phật, có khả năng làm nơi nương tựa cho chư Phật, có khả năng chỉ rõ thật tướng các pháp thế gian. Này thiện hiện, tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác là bậc biết ơn, là bậc báo ơn. Này thiện hiện, nếu có người hỏi ai là bậc tri ân và báo ân thì nên đáp Phật là bậc tri ân và báo ân. Vì sao? Này thiện hiện, vì tất cả người tri ân và báo ân trong thế gian không ai hơn Phật. Bạch Thế Tôn, vì sao Như Lai ứng chánh đẳng giác tri ân và báo ân? Này thiện hiện, tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác cưỡi xe như vậy, đi con đường như vậy, để đến quả vị giác ngộ cao tột. Được giác ngộ rồi, trong tất cả thời, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, nhiếp thọ hộ trì xe ấy, đường ấy, chưa từng tạm rời xe ấy, đường ấy, nên biết đó chính là Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa. Này thiện hiện, như vậy gọi là Như Lai ứng chánh đẳng giác tri ân và báo ân. Lại nữa thiện hiện, tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác đều nương Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa, đối với các pháp hữu tướng và vô tướng đều biểu hiện sự giác ngộ bình đẳng, không thật tác dụng. Vì cái tạo tác không sở hữu, tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác đều nương Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa, đối với các pháp hữu tướng vô tướng đều biểu hiện sự giác ngộ bình đẳng, không có sự thành tựu vì các hình tướng chẳng thể nắm bắt được. Này thiện hiện, vì chư Như Lai ứng chánh đẳng giác biết nương Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa như vậy, nên có khả năng biểu hiện sự giác ngộ bình đẳng về pháp tướng, vô tướng đều không tác dụng, không gì thành tựu. Ở tất cả thời, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, nhiếp thọ hộ trì, không có gián đoạn, cho nên gọi là tri ân báo ân chân thật. Lại nữa thiện hiện, tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác đều nương Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa, đối với tất cả pháp không tạo tác, không thành tựu, không sanh khởi chuyển trí, lại có khả năng biết nhân duyên vô chuyển này. Vì vậy nên Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa có khả năng xuất sanh chư Phật, cũng có khả năng chỉ rõ như thật tướng thế gian. Bấy giờ cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, tất cả pháp tánh không sanh không khởi, không biết không thấy. Thì như thế sao có thể nói Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa có khả năng xuất sanh chư Phật, là mẹ của chư Phật, cũng có khả năng chỉ rõ như thật tướng thế gian? Phật dạy, này thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, đúng như ông nói, tất cả pháp tánh không sanh không khởi, không biết không thấy, nhưng nương thế tục mà nói Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa có khả năng xuất sanh chư Phật, là mẹ của chư Phật, cũng có khả năng chỉ rõ như thật tướng thế gian. Bạch Thế Tôn, tại sao các pháp không sanh không khởi, không biết không thấy? Này thiện hiện, vì tất cả pháp là không, không sở hữu, đều chẳng tự tại, hư dối, không chắc thật, nên tất cả pháp không sanh, không khởi, không biết, không thấy. Lại nữa, thiện hiện, tất cả pháp tánh không nương tựa vào đâu, không hệ thuộc vào đâu, do nhân duyên ấy, nên không sanh, không khởi, không biết, không thấy. Này thiện hiện, Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa, tuy có khả năng xuất sanh chư Phật, có khả năng chỉ rõ như thật tướng thế gian, nhưng không có cái sanh khởi, cũng không có cái chỉ rõ. Này thiện hiện, Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa, vì chẳng thấy sắc nên gọi là chỉ rõ tướng của sắc, vì chẳng thấy thọ tưởng hành thức nên gọi là chỉ rõ tướng của thọ tưởng hành thức. Này thiện hiện, Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa, vì chẳng thấy nhãn xứ nên gọi là chỉ rõ tướng của nhãn xứ, vì chẳng thấy nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ nên gọi là chỉ rõ tướng của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ. Này thiện hiện, Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa, vì chẳng thấy sắc xứ nên gọi là chỉ rõ tướng của sắc xứ, vì chẳng thấy thanh hương vị xúc pháp xứ nên gọi là chỉ rõ tướng của thanh hương vị xúc pháp xứ. Này thiện hiện, Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa, vì chẳng thấy nhãn giới nên gọi là chỉ rõ tướng của nhãn giới, vì chẳng thấy sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra, gọi chỉ rõ tướng của sắc giới cho đến tướng của các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra.
Này thiện hiện, Bát Nhã Ba La Mật đa sâu xa vì chẳng thấy nhĩ giới nên gọi là chỉ rõ tướng của nhĩ giới. Vì chẳng thấy thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, nên gọi là chỉ rõ tướng của thanh giới cho đến tướng của các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra. Này thiện hiện, Bát Nhã Ba La Mật đa sâu xa vì chẳng thấy tỷ giới nên gọi là chỉ rõ tướng của tỷ giới. Vì chẳng thấy hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra, nên gọi là chỉ rõ tướng của hương giới cho đến tướng của các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra. Này thiện hiện, Bát Nhã Ba La Mật đa sâu xa vì chẳng thấy thiệt giới nên gọi là chỉ rõ tướng của thiệt giới. Vì chẳng thấy vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, nên gọi là chỉ rõ tướng của vị giới cho đến tướng của các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra. Này thiện hiện, Bát Nhã Ba La Mật đa sâu xa vì chẳng thấy thân giới nên gọi là chỉ rõ tướng của thân giới. Vì chẳng thấy xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, nên gọi là chỉ rõ tướng của xúc giới cho đến tướng của các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra. Này thiện hiện, Bát Nhã Ba La Mật đa sâu xa vì chẳng thấy ý giới nên gọi là chỉ rõ tướng của ý giới. Vì chẳng thấy pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, nên gọi là chỉ rõ tướng của pháp giới cho đến tướng của các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra. Này thiện hiện, Bát Nhã Ba La Mật đa sâu xa vì chẳng thấy địa giới nên gọi là chỉ rõ tướng của địa giới. Vì chẳng thấy thủy hỏa phong không thức giới nên gọi là chỉ rõ tướng của thủy hỏa phong không thức giới. Này thiện hiện, Bát Nhã Ba La Mật đa sâu xa vì chẳng thấy vô minh nên gọi là chỉ rõ tướng của vô minh. Vì chẳng thấy hành thức danh sắc đục xứ xúc thọ ái thủ hữu danh lão tử sầu than khổ yêu não, nên gọi là chỉ rõ tướng của hành cho đến tướng của lão tử sầu than khổ yêu não. Này thiện hiện, Bát Nhã Ba La Mật đa sâu xa vì chẳng thấy bố thí ba la mật đa nên gọi là chỉ rõ tướng của bố thí ba la mật đa. Vì chẳng thấy tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát Nhã Ba La Mật đa nên gọi là chỉ rõ tướng của tịnh giới cho đến tướng của Bát Nhã Ba La Mật đa. Này thiện hiện, Bát Nhã Ba La Mật đa sâu xa vì chẳng thấy pháp không nội nên gọi là chỉ rõ tướng của pháp không nội. Vì chẳng thấy pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, nên gọi là chỉ rõ tướng của pháp không ngoại cho đến tướng của pháp không không tánh tự tánh. Này thiện hiện, Bát Nhã Ba La Mật đa sâu xa vì chẳng thấy chân như nên gọi là chỉ rõ tướng của chân như. Vì chẳng thấy pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, nên gọi là chỉ rõ tướng của pháp giới cho đến tướng của cảnh giới bất tư nghỉ. Này thiện hiện, Bát Nhã Ba La Mật đa sâu xa vì chẳng thấy thánh đế khổ nên gọi là chỉ rõ tướng của thánh đế khổ. Vì chẳng thấy thánh đế tập diệt đạo nên gọi là chỉ rõ tướng của thánh đế tập diệt đạo. Này thiện hiện, Bát Nhã Ba La Mật đa sâu xa vì chẳng thấy bốn tịnh lự nên gọi là chỉ rõ tướng của bốn tịnh lự. Vì chẳng thấy bốn vô lượng, bốn định vô sắc nên gọi là chỉ rõ tướng của bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Này thiện hiện, Bát Nhã Ba La Mật đa sâu xa vì chẳng thấy tám giải thoát nên gọi là chỉ rõ tướng của tám giải thoát. Vì chẳng thấy tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ nên gọi là chỉ rõ tướng của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Này thiện hiện, Bát Nhã Ba La Mật đa sâu xa vì chẳng thấy bốn niệm trụ nên gọi là chỉ rõ tướng của bốn niệm trụ. Vì chẳng thấy bốn chánh đoạn, bốn thần túc,